đúng không? Quý vị thống kê bây giờ với cách đây vài chục năm thôi, đâu quay bây giờ ly hôn ngày càng nhiều, ly nạn càng ngày càng nhiều, nhưng chúng ta lại nói là bây giờ là văn minh. Có văn minh nào cái lưng nó không người lại đi dễ rồi, anh không ngồi ở ngoài xong chỉ có con người chạy theo phẩm danh và tự hào cho rằng bản thân mình dễ kiếm tiền được. Mình cũng có khả năng kiếm tiền, anh cũng có khả năng kiếm tiền, em cũng có khả năng kiếm tiền. Anh mà đụng em chia tay với anh. Từ nơi đó mà dễ chia tay với nhau. Còn ngày xưa người vợ bị chồng chửi chồng đánh giảng sống như vậy và ở gì lo cho con cái, sống tới 70-80 tuổi kể lại cuộc đời đi qua. Tao ngày xưa cũng sống với ba mày cũng khó khăn lắm, nhưng mà tao vẫn chịu đựng mà sống tới bây giờ nuôi tụi mày. Tôi không phải như vậy mà. Đó. Nên bây giờ nam nữ bình quyền, phụ nữ cứ đi làm ăn, phụ nữ cũng kiếm tiền được, nên chia tay dễ. Thêm nữa là cho quý vị một cái góc độ gì? Cho quý vị một cái góc độ chọn lựa lại. Cho quý vị một cái góc độ chọn lựa lại. Là quý vị đã lỡ dính người này rồi, nhưng mà bây giờ quý vị có danh có lợi, quý vị vẫn còn đẹp. Cho quý vị một cái cơ hội đi chọn lựa lại một con người sống với mình có sự mới mẻ này. Nên cuối cùng hai chồng lỡ đẹp. Danh lợi càng nhiều thì con người dễ xa nhau. Giống như những đức với Phật tử ngồi đây 10 năm nay chúng ta nói có thời gian chút gặp nhau chơi chung nha, cũng thấy gương mặt quen thì gặp được nha. Quý vị đến chùa bao giờ mà có người nào quý vị đi đến chùa mà những đức xin quý vị cách nào? Những đức mạnh dạn nói quý vị một câu, 15 năm những đức đi tu, những đức chưa bao giờ gặp một người nào mà những đức nói rằng những đức đang kẹt tiền, quý vị có thể phụ những đức một chút. Chưa có một lần. Chỉ là cái việc làm tốt đó, như vậy nào làm tốt đó, làm không làm thì cũng làm, không làm thì thôi. Quý vị có quyền làm thì có quyền không làm, đó là tự phát tâm tự nguyện. Nên quý vị biết rằng thà đến nhau gì nó lâu dài, cái gì cũng đừng nên thăng hoa. Thăng hoa nó có tác dụng phụ, thăng hoa thì nó ghét quá. Tại vì thăng hoa rồi nó biết nhau hết rồi, cái gì nó cũng lộ hết rồi. Mà khi nó ghét rồi thì bắt đầu nó lật tẩy với nhau. Nên mỗi một con người từ đời đạo gì có những cái bí mật mà mình nên chôn vùi nó vào bí mật đi. Còn nếu quý vị mà có được một chút tứ đại giai không thì bị cứ bật chặt khỏi mắt vì nó có sao, vì vậy không còn gì để mất mát nữa. Còn nếu như quý vị còn tác dụng phụ của cái mất mát nữa thì bị hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Giống như có cái câu này, cổ khi chưa học Phật, cổ gian sống với chồng cổ, mà cổ ra ngoài cổ có gian díu với một người đàn ông khác. Sau này cổ học Phật rồi, cổ nghe những gì vậy? Cứ đến cổ hỏi những cái chuyện như vậy. Còn sống với người đàn ông bên ngoài cũng mấy năm nay mà chồng không biết. Bây giờ cổ học Phật rồi, cổ hiểu nhân quả rồi. Cổ xin hỏi thầy, bây giờ cổ có về sám hối với chồng cổ không thầy? Nói rằng là bản thân con như vậy bây giờ, để tặng ta đứng với con để con hết tội. Thì những đức nói rằng chồng của cô chưa phải là Phật Bồ Tát. Tốt nhất là cô gói gọn lại, rồi từ hôm nay cô đừng làm gì nữa. Đừng làm gì nữa. Tại vì sao? Khi mình nói ra mà sống với nhau đó, nó vẫn có một cái gì đó để sức mạnh. Và bây giờ
một cái bình gì nó đang đẹp, nó đang tròn gì để nó tròn đi. Quý vị đập nó mất một cái gì vậy? Để lấy cái bình này lại mà nó vẫn thấy bị mất. Bị ác quá. Đó. Đó. Mà cái đặc biệt của quý vị đã lỡ sai gì rồi. Bây giờ mình học Phật rồi, bây giờ mình nên bù đắp đi. Bù đắp là bây giờ chồng có chữ thì mình không bù ăn nữa, em sai mà. Bây giờ mình phải thương chồng nhiều chứ. Tự nhiên là mình thương gì mà mình thương kỳ cục. Lúc đó người chồng nó càng ngưỡng mộ, nó công nhận bà có một khoảng thời gian. Tự nhiên sao mà phải thương mình dữ chồng. Nhưng mà trong lòng mình nghĩ mình có lỗi với chồng. Mình đã sai với chồng. Giờ mình dứt phát con kia rồi mình phải hết lòng với chồng. Từ hôm nay đừng có nói gì chứ. Đừng có nói. Nên á, có cái câu tôi lợi nói gì nó cũng không thầy. Con với chồng con nó thường quý lộn với nhau rồi. Cái chuyện này là con hồi đó hai chồng nói chuyện với nhau, ở bên nhau, anh hỏi con ngày xưa có người yêu không? Con nói có. Anh hỏi con nữa, có người yêu có làm gì không? Cái con nói có người yêu mà không làm gì sao được. Anh hỏi nữa, anh hỏi nữa là làm cái gì là làm cái gì. Thì bà nói là cái chuyện của nam nữ. Vậy đó mà họ trắng mà xuống. Nhưng vì đừng có dài. Đúng không? Đừng có dài. Tốt nhất mình chỉ nói một câu. Hỏi mình chỉ nói. Bây giờ em chỉ có ăn thôi được không? Nói gì những cái chuyện nào kia. Chứ đừng bao giờ mà giỡn giỡn nói câu đùa. Tôi ngày xưa bồ tôi còn đẹp cũng không bao nhiêu vậy. Làm sao chứ sao mà tôi nói câu chặt được ái. Nói câu chặt được ái. Sức khỏe được đặt. Nên giữa vợ với chồng mà có hỏi nhau những chuyện đó mình nói là không, bây giờ anh với em là chỉ là số 1 tôi trong lòng nha. Đừng có bị mang hôm qua thì không chỉ dòng do chỉ cho nó mệt. Anh đi hỏi những điều đó chứ. Em đi hỏi những điều đó làm cái gì. Đúng không? Cái đó như là một dòng nước trôi qua rồi kéo ra làm cái gì nữa vậy? Thấy không? Không cần nói dòng trôi. Đừng có kể. Đừng kể những cái chuyện của mình. Mình kể chuyện của mình là người ta nghe người ta bị ghen. Người ta ghen người ta tức. Đó, con người ai cũng ích kỷ liền. Không ai mà chịu chia tình cảm của mình cho người khác đâu. Thấy không? Chỉ có những đức thôi có thể chia tình cảm. Tình cảm không bị ràng buộc.